Bạn ấy vui rồi. Vâng, em Tùng của chợ ô tô đầu mối Hải Dương rất vui với khung giờ thân thuộc này được gặp lại đại gia đình mình nhá. Đấy, thế này là mùng 2 này đầu tháng này, một sớm mai thì mùng 2 đầu tháng này. Đấy, em lại lên sóng và báo giá cho mình những đầu sản phẩm hiện đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Thì hôm nay bên em có về một vài mẫu xe mới này, Kia Rio 2016, Zondo số động 2016 và mẫu sedan 2 đầu i10 2015 để phục vụ đại gia đình mình nhá. Đấy, về một số mẫu xe mới rồi. Anh chị quý vị mình đang quan tâm dòng xe nào, mẫu xe nào đâu, vào xem đi, vào xem ngay đi để ủng hộ em Tùng đi ạ, gia đình ơi. Đấy, đầu tháng gọi là giảm giá kịch sàn cho anh chị quý vị mình luôn ạ. Đấy, hai mẫu xe lại mới về nhá, Rio số tự động 2016 này đấy, và một mẫu Zondo 7 chỗ của nhà Kia đây, và thêm một mẫu Hyundai Grand i10 màu trắng sedan 2 đầu đời 2015 cho anh chị quý vị nhà mình nhá. Cảm ơn tất cả những bác vừa mới thấy bước sóng của Thanh Tùng này đã vào tham gia nhé. Cảm ơn gia mình rất là nhiều rồi, cháu Đức Ngà, cháu Anh Ngọc, cháu Trần Trung Viên, cháu đại đình mình ạ. Đây, khá nhiều mẫu xe nhá. Thì chợ ô tô đầu mối Hải Dương, kênh chuyên kinh doanh trao đổi cũng như là ký gửi những dòng xe từ 4 đến 7 chỗ đã còn sử dụng này. Đấy, bác nào đang mua xe thì đến với em này, mà muốn có muốn nhượng xe hoặc bán lại xe thì cũng đến với em nhá. Đấy, thu gom xe tất cả loại nhá, một giá với mức giá gọi là thân thương và đáng yêu nhất cho gia đình mình nhá. Vâng, cháu Anh Ngọc xin chào TT, chào đại đình nhá. Đấy, khá đầu xe để phục vụ đình này. Đấy, nhà mình cứ comment đi, bình luận đi, em tiếp tục báo giá nào. Đấy, đang tham khảo cửa tiền xe là bao nhiêu này. Đấy, loại xe gì, mẫu xe là gì, cứ bình luận, cứ comment nhá, em Tùng tư vấn cho ạ. Vâng, thì đầu tháng hoan hỉ may mắn này. Đấy, báo giá thì một mẫu xe màu đỏ nhá. Đấy, một mẫu màu đỏ đấy, may đây. Kia Morning 2016 số sàn đang được bày bán với mức giá tham khảo cho ô tô đối với Hải Dương là 190 triệu đồng. Đấy, màu đỏ, màu của may mắn, màu chiến thắng này. Xe được trang bị la xăng đúc phay 4 bánh này, lốp nắp đẹp, máy số keo chỉ sơn xi chất, 190 triệu đồng. Đấy, chiếc xe đời cao nhá, nhỏ gọn tiết kiệm nhiên liệu. Máy số điện đóm thì hiền lành đấy, rất ít khi hỏng vặt. Bền bỉ tiết kiệm. Kia Morning 2016 màu đỏ 190 triệu. Vâng, chào bác Trần Trung Kiên, cháu Đinh Hữu Nghệ, xe đẹp giá uy tín. Đúng rồi, phải xe đẹp, phải giá uy tín thì cho ô tô đầu mối Hải Dương mới dám đưa đến tay người tiêu dùng nhá. Vâng, chào tất cả những anh chị, như chị vừa vào xem buổi livestream này nhá. Mọi người hãy chia sẻ cho em một vài lượt đi vào nhà mình ơi, để ngón tay vàng, ngón tay bạc có nút chia sẻ đi nhá. Đấy, ủng hộ em Tùng thế nào. Nhớ đằng sau mẫu Kia Morning 2016 rồi này, tiếp tục báo giá cho đại gia đình mình một mẫu sedan 2 đầu màu đen. Đấy, một mẫu la chất ti 209 đăng ký bánh 2010, động cơ 1.5 số sàn 5 chỗ ngồi. Xin chào năm người anh em. Ok, xin chào ạ. Bác Trần Thị Thu Hằng nhá, vâng, cháu Huỳnh Nguyễn nhá. Đấy, lâu lắm rồi mới thấy bác Huỳnh Nguyễn trở lại với buổi livestream của Thanh Tùng này. Đấy, chia sẻ comment nhiều lên anh chị quý vị ơi, để em tư vấn cho nào. Đấy, la chất ti 208 145 triệu đồng. Đấy, hai đầu tập lái màu đen sang trọng này. Đấy, la sáng đúc lốp nắp đẹp, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều nhá. Những chi tiết như là tay nắm cửa này, ốp gương đấy, ốp cánh cửa thì được bọc lốp rồi. Đấy, có 145 triệu đồng thôi, sedan hay đầu tập lái của gia đình mình này. Vâng, cháu Quang Xuân Bắc, cháu Dương Dê, cháu Đinh Thu Trang này, cháu Ngoan Thanh, xe đẹp giá yêu thương. Đúng rồi, phải xe đẹp phải giá yêu thương bác Ngoan Thanh ơi. Vâng, cháu Huỳnh Phạm này, cháu Trần Thị Thu Hằng nhá, chào đại gia đình nhá. Vâng, tiếp theo đây là chiếc máy quay của em, xin giới thiệu anh chị quý vị gia đình mình một mẫu Tucson nhá. Hyundai đến Hyundai Tucson 2011 số tự động, hai cầu điện, đấy, máy xăng động cơ 2.0 đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương với mức giá tham khảo là con này là đang bán là 445 triệu đồng. Đấy, la răng đúc 4 bánh, lốp nắp đẹp, có bánh đĩa chống bó cứng ABS, xin nhan này tích hợp trên gương, gương kính cụp xe điện này. Đấy, ASEAN 209 có ASEAN 209 nhá. Đấy, em review lốp mẫu này cho mình cùng tham khảo nào. Đấy, xe được trang bị vô lăng 4 chấu, túi khiên toàn trên vô lăng này. Đấy, đầu đài màn hình nhá, đầu đài hình cỏ hãng này, điều hòa auto. Đấy, 445 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng. Cam lùi, cam hành trình đầy đủ này. Đấy, trang bị cả option khởi hành ngang dốc nhá. Đấy, và đổ đèo này. Đấy, cửa sổ trời panorama đây, toàn cảnh nhá, 445 triệu đồng. Đấy, Hyundai Tucson 2011 hai cầu ạ. Vâng, chắc Nguyễn Thị Vòng này, chắc Đinh Thị Thu Trang nhá, chào tất cả những bác vừa vào xem buổi livestream hôm nay. Cảm ơn gia đình rất là nhiều này. Cho em xin 57 lượt chia sẻ anh chị quý vị ơi. Đấy, không mất tiền, không mất bạc nhá. 57 lượt chia sẻ cho Thanh Tùng nào. Đây, ASEAN 209 đấy nhá.
Accent 209 thì tạm thời bên em có mẫu này bác ơi. Hyundai Accent 209 1.4 số sàn đẹp hẳn nguyên chiếc nhá. Con này bên chợ ô tô đầu với Hải Dương bên em với mức giá tham khảo là 165 triệu đồng. Đấy, 165 triệu đồng, sedan hay đầu màu bạc đấy. Lốp lát đẹp đấy, keo chỉ sơn si thì còn rất là sáng đúc. Đăng ký đăng kiểm còn khá là dài đến tháng 12 năm 2022. Hyundai Accent 1.4 165 triệu đồng anh chị quý vị ạ. Đấy, các bác vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay này, đấy chia sẻ giùm em mấy lượt đi gia đình ơi. Đấy, comment bình luận nhiều đấy nhá. Đấy, cứ comment cứ bình luận đi. Lượt comment lượt bình luận càng nhiều nhá, em giảm giá lại càng sâu hơn nữa cho gia đình mình ạ. Hyundai Accent 209 báo giá này. Đây em xin phép báo giá từ đầu bên này đi. Thông tin rõ ràng thủ tục con ghét chốt trên chim cho máu lửa đi. Ôi anh đi nhiều ngày ơi. Con đấy chốt anh đến 15 lần rồi đấy. Nhắn tin trực tiếp qua fanpage đi nhá. Đấy, chốt ở trong hôm nay nhá, cứ cọc đi, khổ quá cơ. Tiếp theo đây báo giá lại gia đình này. Toyota Vios 2006 đây. Tập lái nhá, lồi đồng cối đá và pháo chịu hỏng đây. 135 triệu đồng thôi, màu bạc. Tư nhân chính chủ 34 Hải Dương 4 mùa không lụt. Đấy, la răng sắt nguyên phiên bản đeo xe này. Máy số keo chỉ sơn si thì còn chất còn đẹp nhá. Động cơ 1.5 số sàn. Đấy, các bạn nào mà đang muốn chọn mình một mẫu sedan hay là tập lái lồi đồng cối đá tiết kiệm điện, tham khảo cho em mẫu Vios này nhá. Chào bác chia sẻ giúp Thanh Tùng mạnh lên ạ. Đúng rồi, chia sẻ giúp em nhiều lên xanh ơi. Đấy, con khuyết đây là 2009, đăng ký năm bánh 2010 anh nhá. Tư nhân chính chủ 89 Hưng Yên 4 biển 4 số 1 chủ từ đầu. Đấy, đang bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương với cửa tiền 135 triệu đồng. Đấy, anh quan tâm sâu nhá, nhắn tin qua fanpage hoặc là hai số Zalo. À đây thì em xin để lại hai số Zalo nhá. Để mình cùng tham khảo ạ. 0343540999 và 0347701777 đấy. Hai số line, hai đường dây nóng này thì em đã để mình rồi nhá. Có gì thì cứ gọi trực tiếp nhá. Bắt máy 24/7 thì không kể thứ bảy chủ nhật ạ. Cành mẫu Toyota Vios 2006 rồi này, tiếp tục báo giá đến đại hình mình. Một mẫu la chassis xích ạ. Nhập Hàn 2010, đăng ký bán bánh năm 2012. Xe thì mang động cơ 1.6 số tự động. Đấy, 5 chỗ ngồi màu đen đây. Form dáng rất là đẹp nhá. Đấy, 2010 mà form dáng rất là thời thượng này, không khác những chiếc xe là 2017 2018 nữa. La răng đúc zin 4 bánh, có phanh đĩa chống bó cứng ai biết rồi. Xi nhan thì tích hợp trên sườn xe, gương kính cụp xe điện. Đăng ký đăng kiểm còn khá là dài này. Đăng ký đăng kiểm đến tận tháng 12 năm 2022 này. Xe thì trang bị vô lăng 3 chấu, túi khiên toàn trên vô lăng. Đấy, lốp đáp đẹp, máy số keo chỉ sơn si chất này. Đấy, lộ thất ghế da đây. Điều hòa lóng lạnh 2 chiều nhá. Con này bên em đang bán đi cửa tiền là 258 triệu đồng. Bao rút hồ sơ cho đại gia đình mình. Đấy, xe thì trang bị cả option đây. Panorama rất đẹp đây. 258 triệu đồng. Đấy, cho mẫu La City Six nhập Hàn 2010 gia đình ơi. Vâng, chào bác Trần Đức Anh này. Đấy, chào bác Trần Thăng, chào tất cả những chị quý mình vừa vào xem buổi livestream này nhá. Đấy, chia sẻ comment bình luận nhiều lên giúp em Tùng đi gia đình ơi. Mọi người chia sẻ cho em lên trang cá nhân này, đấy, lên tường này, cũng như một vài ba hội nhóm đi để lan tỏa buổi livestream hơn nhá. Đấy, những bác nào đang lăn tăn tìm cho mình một địa chỉ uy tín về những dòng xe cũ nhá thì đến với Thanh Tùng, đến với chợ ô tô đầu mối Hải Dương ạ. Cảm ơn gia đình mình rất là nhiều này. Và cạnh mẫu La City Slick 2010 rồi nhá, em xin báo giá lại cho mình một chiếc 7 chỗ đây. Một chiếc 7 chỗ số tự động tầm trung mà cửa tiền không đến 200 đây. Chính xác là 190 triệu đồng. Chevrolet Vivante 2009 đăng ký là bánh 2011. Xe đang mang động cơ 2.0 số động này. Đấy, em xin quay phần option nội thất bên trong cho mình cùng tham khảo nhá. Đấy, ngoại thất thì màu đồng rất đẹp nhá. Đấy. Xe được trang bị vô lăng 4 chấu, túi khiến toàn trên vô lăng. Đầu đèn hình theo xe này, cam nồi cam hành trình đầy đủ rồi. Đấy, con này bên em bán được cửa tiền là 190 triệu đồng thôi. 190 triệu đồng cho một mẫu tự động 7 chỗ nhá. Vâng, chóc Minh Tân KTT này. Xe đẹp chút nhiệt tình lên nào cả gia đình ơi. Đúng rồi, chút mạnh lên nào cả gia đình ơi. Vâng, chào Nguyễn Xuân Quang, chào Nguyễn Văn Thanh, chào Trần Đức Anh nhá. Chào đại mình đang xem buổi livestream hôm nay ạ. Vâng, chào Đông Phan này. Cạnh mẫu Vivante 2009 rồi. Tiếp theo đây em xin báo giá đại gia đình mình này. Đây, một mẫu SUV 5 chỗ đến nhà Honda nhá. Honda CRV 2009 số động cơ 2.4. Con này bên em đang bán với mức giá tham khảo gia đình nhà mình là 405 triệu đồng. Xe này mang biển tư nhân 37 Nghệ An quê bác đây ạ. Đấy, na sáng đúc lốp đáp đẹp, máy số keo chỉ sơn si còn chất này. Cam kết gửi đến chị quý vị mình một sản phẩm không đâm đụng, không va chạm, ảnh hưởng đến sắt xi cũng như gầm bệ này, không ngập nước này, và không có một chút nào vướng mắc về vấn đề pháp lý nhá.
2.4 số động Honda CV209 405 triệu đồng đang được bày bán tại chợ ô tô đấu ngoại Hải Dương. Xe trang bị na xăng đúc, có vành địa chống bọt cứng ABS rồi. Xin nhan thì tích hợp trên gương, gương kính cụp xe điện. Đấy, giá để đầu trên cao này. Cam lùi, cam hành trình thì đầy đủ rồi nhá, mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi. CRV Honda 209 405 triệu đồng. Chào bác, có con nào 30 triệu không? 30 triệu thì bên em lại chưa có rồi bác Trần Bình ơi nhá. Đấy, tham khảo xem những mẫu khác đi bác Trần Bình ơi. Đấy, bằng chào bác Sua Sochin à, có Fortuner không em? Fortuner thì tạm thời bên em chưa có anh nhá. Đấy, tham khảo cho em những mẫu khác bên em đi ơi. Đấy, hoặc là để lại số điện thoại nhá, nào có Fortuner thì em sẽ gọi điện trực tiếp cho anh ạ. Cạnh mẫu Honda CRV vừa rồi này, tiếp tục báo giá đến đại gia đình này. Hyundai Santa Fe nhá, Hyundai Santa Fe động cơ 2.7 số rộng. Đấy, với cửa tiền được bày bán tại chợ ô tô đổ mua Hải Dương là 315 triệu đồng thôi. Đấy, Hyundai Santa Fe 207 hai cầu mà giá bằng con Morning của gia đình mình đấy ạ. Xe thì mang nước sơn màu xám bạc rất đẹp này. La răng đúc 5 cánh, lốp náp đẹp, có phanh địa chống bọt cứng ABS rồi. Cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu, bi projector siêu sáng siêu đẹp này. Gương kính cụp xe điện. Đấy, đăng ký đăng kiểm đến tháng 3 năm 2023. Xe trang bị cả giá để đầu trên cao này, máy số keo chỉ sơn xì còn nguyên zin. Đấy, nội thất bên trong rất đẹp luôn này. Đấy, một sản phẩm yêu đến từ nhà Hyundai đây. Hyundai Santa Fe 207 315 triệu đồng gửi gia đình mình. Đấy, cam lùi, cam hành trình đầy đủ. Đây, màn hình cova cỡ lớn nhá. Đấy, vô lăng túi khí đây. 315 triệu đồng cho mẫu Hyundai Santa Fe 207 đến gửi gia đình ạ. Vâng, chóc Hoàng Văn 7 này. Chóc Ngoan Thanh, chóc Thanh Ngoan, chóc Trần Bình chào đại gia đình chợ ô tô đầu mối Hải Dương trên ba miền Tổ quốc nhá. Rất là cảm ơn anh chị quý vị như mình cứ mỗi tối vào khung giờ 8:30 này vẫn vào ủng hộ em Thanh Tùng cũng như chợ ô tô đồ mới Hải Dương này. Đấy, động lực của bên em ạ. Cảm ơn gia đình rất là nhiều. Cạnh mẫu Hyundai Santa Fe 2007 rồi. Tiếp tục em xin báo giá đại gia đình nhá. La City CX này. La City CX 2010 đăng ký là bánh 2011. Xe mang động cơ 1.6 động này. Bên em thì đang có 3 đầu La City CX với tầm tiền loanh quanh 250 gửi gia đình mình này. 1.6 số động, máy số keo chỉ sơn xi thì còn chất còn đẹp. Đấy, la răng đúc 17 inch lốp láp đẹp, xin nhan trên sườn xe, gương kính cụp xe điện đấy. Xe trang bị option ghế da đây. Option ghế da mũi vô cùng cao cấp nhá. Ôi trời. Con này bên này là đang chốt rồi, em đang mở cho mình cùng xem. Đấy, nội thất ghế da điều hòa long lạnh 2 chiều, có cam đùi cam hành trình cũng như là cửa sổ panorama rồi nhá. Đấy, rất là thể thao, rất là trẻ trung đây. 250 triệu đồng. Sedan hai đầu phân khúc hạng B gửi đến gia đình nhà mình ạ. Con ASEAN báo giá này. Đây, ASEAN 2009 báo giá này. Vâng, tiếp theo đây nhá, báo giá anh chị quý vị như mình một mẫu xe đến từ Mỹ đây. Chevrolet Aveo 2016 nhá. Chevrolet Aveo 2016 số sàn tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ. Xe mang động cơ 1.5 số sàn, 5 chỗ ngồi, màu xám bạc, la răng đúc kép 5 cánh đây. Có bánh đĩa chống bó cứng ABS ở hai bánh trước, hỗ trợ phanh tăng chống ở hai bánh sau này. Đấy, đăng ký đăng kiểm còn khá là dài nhá. Đấy, đến tháng 12 năm 2023 cơ. Máy số keo chỉ sơn xi, nội thất thì zin. Đấy, gầm bệ chắc chắn không mục ngoặt. 225 triệu đồng cho mẫu Chevrolet Aveo 2016 số sàn để gửi gia đình nhá. Santa Fe có công cụ bác Trần Văn Việt. Santa Fe thì bên em đang tạm thời có một con 207 anh Việt nhá. Đấy. Đấy, 207 Santa Fe đây. Tham khảo cho em mẫu này bác ơi. 315 triệu đồng thôi. Đấy, Santa Fe 7 chỗ, máy xăng 2.7, mà giá bằng con Morning này. Tham khảo cho em đi. Aveo này đây. Cạnh mẫu Aveo 2016 rồi. Đấy, tiếp tục để báo giá gia đình mình một mẫu La Chatty CX nhá. Đấy, như em giới thiệu rồi, bên em có 3 mẫu La Chatty CX, 2 mẫu màu đen, 1 mẫu màu xám đá. Thì lanh quanh là tầm 255 triệu đồng thôi. Tham khảo cho em đi gia đình mình ơi. Tiếp tục đi ạ. La Chatty CX 2010 màu đen, động cơ 1.6 số động này. Đấy, con này thì option cũng cơ bản giống hai chiếc vừa rồi thôi. La răng đúc 17 inch, có phanh đĩa chống bó cứng ABS, xin nhan trên sườn xe, gương kính cụp xe điện. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Đăng ký đăng kiểm thì còn gần 1 năm nữa, đến tháng 7 năm 2023. Đấy, cửa sổ trời đây. Ba lô la ma đây, 255 triệu đồng. Còn bớt, còn giảm sâu, còn gia độc được lửa cho gia đình mình ạ. Vâng, chào bác Phạm Ngọc này. Chào bác Tuyên Chu, chào đại gia đình mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Ấy, mong qua bước sóng livestream vào mỗi tối.
thì anh chị quý vị, quý cô bác sẽ chọn được cho mình những mẫu xe ưng ý nhất tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Đó. Là cho thì series này. Vâng, tiếp tục em lại báo giá mình một mẫu Vivante đang có tại bên em nhá. Vivante màu đen biển tư nhân chính chủ 14A của Quảng Ninh đất cảng đây. Con này bên em bán với cửa tiền 160 triệu đồng thôi. Xe này mang động cơ 2.0 số sàn, 7 chỗ ngồi. Đấy, một dòng xe 7 chỗ tầm trung của gia đình nhà mình. Đấy, loanh quanh chỉ có hơn 150 triệu một xíu thôi ạ. Đấy, tham khảo cho em đi gia đình ơi. Vâng, cháu Ngoan Thanh, cháu Phạm Ngọc, cháu Chu Tuyên. Chào toàn thể những anh chị quý vị đang xem buổi livestream ngày hôm nay của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Đấy, rất mong mỗi anh chị, mỗi quý vị cho em Tùng xin một đợt like, một đợt chia sẻ đi. Đấy, không mất tiền, không bạc nhá, mà để like lan tỏa hơn cái buổi livestream ngày hôm nay ạ. Cảm ơn dành rất là nhiều. Vâng, tiếp theo đây này, báo giá dành mình một mẫu sedan hai đầu nhá. Sedan hai đầu màu đen, Lacetti 207 mà chỉ có 140 thôi. Chỉ có 140 triệu đồng cho dành nhá. Xe trang bị la răng đúc 4 bánh, nốp la thì còn mới còn đẹp, gầm bệ chắc chắn, máy số keo chỉ thì còn chất này. Đấy, Lacetti 2007 140 triệu đồng. Đấy, tập lái hai đầu. Các bác nào mà vừa có bằng muốn bổ túc tay lái nhá, tham khảo cho em mẫu này. Đấy, 140 thôi. Còn bớt, còn thương lượng, còn ra được sâu được gia đình mình ạ. Vâng, cháu Sáu Quốc Xuân này, cháu Ngoan Thanh này, cháu Phạm Ngọc, cháu bác Chu Tuyên, cháu bác Trần Văn Việt, cháu bác Tuấn Ngô, cháu đại gia đình mình ạ. Đấy, Lacetti này 2007 nhá. Ừ, tham khảo dùm em đi. Đấy, rất là nhiều đầu xe lanh quanh tầm hơn 100 triệu này, đấy, đến dưới 600 triệu nhá. Vâng, cháu bác Kenny Hữu, Phantom thì không có rồi nhá. Phantom dòng thì không có rồi bác Kenny Hữu ơi. Bên em là tầm xe tầm lanh quanh đến 600 triệu thôi. Anh Kenny Vũ nhá. Cháu bác có xe nào tầm 800 triệu không? Bác Su 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 800 triệu thì bên em chưa có anh nhá. Đấy, lanh quanh tầm 600 triệu thôi nhá. Đấy, tham khảo cho em đi nhá, xem có ưng được mẫu nào không ạ. Vâng, tiếp theo đây này, một chiếc SUV 5 chỗ đây. Một chiếc SUV 5 chỗ Thanh Tùng xin gửi gia đình ạ. Xe được sản xuất năm 2016 Mitsubishi Outlander. Đấy, một sản phẩm của nhà Mitsubishi đấy ạ. Xe này mang động cơ 2.0 số tự động. Đấy, đăng ký 5 chỗ ngồi. Cầm cao máy thoáng. Đấy, xe chất. Máy số keo chỉ sơn CD zin. Đấy, có bao cho anh chị quý vị như nhà mình như là rút hồ sơ này. Hỗ trợ trả góp và ship xe trên toàn quốc nhá. Mitsubishi Outlander 2016 565 triệu đồng. Đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu B-Projector này. Cam nồi cam hành trình thì có sẵn. Đấy, lộ chất ghế da điều hòa lao lạnh 2 chiều. Màn hình OLED cỡ lớn nhá. Đấy, 5 chỗ gia đình đây, phục vụ gia đình mình có nhu cầu mà di chuyển du lịch này. Đấy, phần khoang cốp bên sau rất là rộng luôn nhá. Đồ đạc để thoải mái cho 5 người. Đấy, Mitsubishi Outlander 2016 565 triệu đồng. Đấy, thì cái hàng cuối này là đến hơn 20 sản phẩm thì em đã báo giá rồi này. Đấy, tiếp tục báo giá những đầu sản phẩm hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương cho nên mình cùng quan sát ạ. Vương cháu Vĩnh Đình, cháu Linh Lê, cháu Ngoan Thanh, chào đại gia đình chợ ô tô đầu mối Hải Dương trên 3 miền tổ quốc nhá. Đấy, hôm nay thì là mùng 2 đầu tháng này, thì bên em đã bán được 3 mẫu rồi. Đấy, một mẫu 2 mẫu Y10 và một mẫu Innova 2.8 đấy, về bên Nghệ An rồi. Đấy, nhà mình cứ tham khảo dùm nó đi, xem hôm nay có chốt được trên mẫu nào nhá. Xong buổi tối có chốt được trên mẫu nào này. Đấy, tầm này thì bán gọi là giao lưu bán hữu nghị thôi. Bán đấy vui nhá. Đây thì như em giới thiệu này, hôm nay bên em mới về mẫu này nhá. Hyundai Grand i 12 đầu sedan bản bay bản tiêu chuẩn. Xe được sản xuất năm 2015, đăng ký và làm bánh năm 2017 nhá. Đấy, mang động cơ 1.2 số sàn, màu trắng may mắn mua đây. Bản bay bản tiêu chuẩn thôi nhưng được độ lên la sáng đúc rồi. Đầu đài màn hình thì Android cỡ lớn nhá. Máy số keo chỉ sơn xi thì còn cực kỳ chất luôn. Con này đang bán với cửa tiền gia đình, đại gia đình nhà mình là 265 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng. Đấy, còn ra độc sâu. Đấy, Hyundai Grand i 12 đầu 2015 ạ. Vâng, đứng ngay bên cạnh mẫu i12 đầu màu trắng rồi này. Tiếp tục em Tùng báo giá cho anh chị quý vị mình. Kia Morning số động nhá. Kia Morning số động 2010 màu xám, tư nhân chính chủ 99 Bắc Ninh, quê hương của làn điệu quan họ chương trình đây. Là sáng lúc lốp náp đẹp, có phanh địa chống bó cứng IPS này. Máy số keo chỉ sơn xi còn chất, 205 triệu đồng thôi. Số tự động bản SX, điều hòa auto cần số zig zag. Đấy, lốp náp đẹp. Đấy, màu xám bạc này. Rất là phù hợp cho những bác nữ nào mà vừa có bằng muốn bổ túc tay lái nhá. Số động hơn 200 triệu một xíu thôi ạ. 205 triệu đồng. Đây, đằng sau đây còn vài mẫu này báo giá trong bóc này mình cùng quan khảo này. Vâng, i10 nhá, vừa là i12 15 này.
đằng sau mẫu i10 2015 vừa rồi. Tiếp tục em Tùng báo giá lại gia đình mình. Hyundai Grand i10 2008 4 máy 1.0. Con này bên em đang bán với cửa tiền 135 triệu đồng rồi nhá. 135 triệu đồng thôi. Anh chị quý vị nào mà chốt được trong buổi tối hôm nay này, chốt trong giờ livestream ngày hôm nay nhá, giảm ngay 5 triệu đồng còn bao rút hồ sơ cho đại gia đình mình. Đấy, nhỏ gọn tiết kiệm điện, bền bỉ. Điện đó máy số thì rất là lành này. Đấy, bảo dưỡng thì dễ mà sửa chữa thì vô cùng đơn giản nhá. Hyundai Grand i10 2008 130 triệu đồng. Đấy, 130 triệu đồng bán trong buổi tối hôm nay này. Đằng sau mẫu Hyundai rồi này, báo giá anh chị quý mình một mẫu SUV to cao đây, đến từ Mỹ đây. Form dáng Mỹ to cao đây, rất là đẹp đây. Captiva Chevrolet 2007, đăng ký là bánh 209. Xe này mang động cơ 2.0 số sàn máy xăng. Con này bên em đang bán với mức tiền mong muốn cho đại gia đình nhà mình là 215 triệu đồng. Đấy, xe thì màu đen rất đẹp này. Cao to đen hôi đây, máy xăng 2.0. Xe trang bị la dáng đúc 4 bánh, có phanh điện chống bó cứng ABS rồi. Máy số keo chỉ sơn si thì còn cực là chất, cực là đẹp luôn. Đấy, gạt gió trước sau đầy đủ này, cam lùi cam hành trình thì một bộ. Đấy, bô kép thể thao này, 2.0 số sàn. Xe trang bị cảm biến chống trơn trượt này, đấy. Hỗ trợ đổ đèo này, đấy, hỗ trợ khởi động ngang dốc nhá. 215 triệu đồng, một mẫu xe đến từ Mỹ. Còn bớt, còn thương lượng, còn giảm sâu được cho đại gia đình mình nhá. 215 triệu đồng nào. Bác nào chốt này để lại 210 triệu đồng thôi, bao rút hồ sơ đấy. 210 bao rút hồ sơ trong buổi tối hôm nay này. Vâng, cháu Hoàng Lưu, cháu Mạc Phương, cháu Xuân Quý này, cháu Nguyễn Hiệp, cháu Văn Bạc, cháu Vĩnh Đình, cháu Linh Lê, chào đại đình mình. Cạnh mẫu Captiva 2007 vừa rồi này, báo giá anh chị quý mình. Đây, Kia Morning nhá. Kia Morning 2011 mà chỉ có 110 triệu đồng thôi này. Đấy, máy số keo chỉ sơn si còn chất. Đấy, màu vàng đẹp kính con luôn. Đấy, tư nhân chính chủ 29 Hà Nội phố. Số sàn 1.0 nhỏ gọn nhá. Kia Morning 2011 110 triệu đồng với gia đình mình này. Đấy, thì trong góc này thì em đã báo giá hết những đầu sản phẩm rồi. Anh chị quý vị nào mà thấy ưng mẫu nào này, thấy vừa mắt mẫu nào nhá, cứ gọi điện thoại đi, hai số Zalo 0343 54099, 0347 701 nữa để em tư vấn thêm nhá. Có tất cả những hình ảnh và video về những mẫu xe hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương rồi. Đấy, nhà mình cứ vào trang fanpage quan sát em nhá, có đủ video rồi, đủ hình ảnh để mình cùng tham khảo rồi ạ. Thì vừa rồi là báo giá là khá nhiều dòng 5 chỗ rồi này. Tiếp theo đây em xin báo giá gia đình mình. Đấy, hai chiếc 7 chỗ bên em bán nhá. Trước máy của em đây là một mẫu xe 7 chỗ vô cùng nổi tiếng đây. Toyota Innova vua 7 chỗ đến từ một hãng xe từ Nhật đây. Xe được đăng ký năm 2000, xe được sản xuất và đăng ký lăn bánh năm 2011. Với cửa tiền gửi đến anh chị quý vị gia đình nhà mình nhá. Con này đang bán là 330 triệu đồng thôi. 330 triệu đồng thôi nhá. Đấy, là sáng đúc lốp lắp đẹp, máy số keo chỉ sơn si còn zin, tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng, không dịch vụ, không taxi. Đấy, đến xem xe này, chạy thử xe, test xe thoải mái luôn nhá. Đấy, 335 triệu đồng em Tùng đang bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhá. 335 bác nào chốt giảm 5 triệu đồng bao rút hồ sơ cho mẫu này nhá. Bản gò xịn này, đấy, vô lăng túi khí, đấy, vô lăng túi khí, đầu đài màn hình zin nguyên bản cho xe nhá. Nội thất ghế da của nhà sản xuất đây, Innova 2011 màu xám xi, 330 triệu đồng ạ. Vâng, chắc Học Anh này, chào bác Trần Văn Tuấn, chào bác Nguyễn Minh, chào bác Tạ Hữu Xuyền có i12 phong cũ không? i12 phong cũ thì em không có nhá. Nhưng phong cũ thì có một con 208 anh ạ. Đấy, phong cũ i10 thì đang có một con 208 130 triệu đồng thôi. Còn anh có thể quan tâm những dòng đời cao hơn như là i12 14 hay 215 219 thì bên em cũng đang có khá là nhiều ạ. Vâng, chào anh Nguyễn Xuân Tình, cháu Học Anh, chào tất cả những anh chị quý vị cô bác đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Đấy, hoan thì vui vẻ đi. Đấy, mỗi người cho em xin 2-3 lượt chia sẻ đi, lên trang cá nhân, lên hội nhóm, lên tường để lan tỏa buổi livestream này hơn nhá. Cảm ơn đại gia đình mình rất là nhiều này. Đấy, có những ý kiến thắc mắc gì thì cứ bình luận, cứ comment, em Tùng được tiếp thu ý kiến và hoàn thiện hơn nhá. Vừa rồi là Innova 211 330 triệu đồng. Tiếp theo đây, trước máy của em đây ạ, một mẫu 7 chỗ mà chỉ có 130 thôi. Mitsubishi Outlander 2004, đăng ký lăn bánh 2006. Xe này mang động cơ 2.0 số sàn, 7 chỗ ngồi. Đấy, giá mà không bằng con SH luôn đấy ạ. Đấy, mắt xích đèn cột đốt treo đây. Con này bên em đang bán với cửa tiền là 130 triệu đồng thôi. Có bao rút hồ sơ cho anh chị quý vị gia đình mình nhá. Đấy, Mitsubishi Zoyli 2004. Cam lùi cam hành trình, nội thất ghế da điều hòa lốp lạnh 2 chiều thì có đủ có thừa luôn. Đấy,
130 triệu đồng. Vâng, chào bác Nguyễn Viết Khôi, chào bác Nguyễn Xuân Tình, chào tất cả những quý vị anh chị, quý cô bác vừa vào xem buổi livestream hôm nay. Đấy, những bác nào hôm nay vào buổi xem hôm nay buổi livestream lần đầu này, đấy, hãy cho Tùng xin một lượt like, một lượt theo dõi kênh fanpage chính thức của chợ ô tô đầu mối Hải Dương để không bỏ lỡ vào khung giờ 8:30 phút. Em lại xin phép lên sóng báo giá trò chuyện và tương tác đại đình nhé. Mong qua những buổi báo giá này thì những anh chị, quý vị, quý cô bác nhà mình sẽ chọn được cho mình những mẫu xe, xe chất giá yêu thương, chốt luôn đi cả nhà ơi. Đúng rồi, chốt luôn rồi em đi cả gia đình ơi. Vâng, ngay trước máy quay em đây nhá, xin gửi đến đại gia đình mình một mẫu Hyundai Getz. Hyundai Getz nhỏ gọn, chất liệu bền bỉ đến từ nhà Hyundai đây. Xe sản xuất năm 2009 đang được bày bán với mức giá tham khảo tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em là 135 triệu đồng thôi ạ. 135 triệu đồng bao rút hồ sơ. Đấy. Máy số keo chỉ sơn xi còn chất còn đẹp. Biển tư nhân chính chủ 89 Hưng Yên. Đấy, 4 số 1 chủ từ đầu. Đấy, quay phần nội thất bên trong này. Vô lăng 3 chấu này, đấy, vô lăng 3 chấu, túi khiên đoàn trên vô lăng. Cam đùi, cam hành trình thì đầy đủ rồi này. Hyundai Getz 209 135 triệu đồng. Đấy, giá rất là êm, rất là chất gia đình mình ạ. Vậy thì em xin phép báo giá hai đầu sản phẩm. Hai đầu sản phẩm bên em hôm nay mới về cho mình cùng tham khảo nhá. Đây, hai đầu sản phẩm mới về đây. Kia Rio nhập Hàn 2016, đăng ký là bánh năm 2017. Xe này mang lớp sơn màu trắng sứ rất đẹp này. Đấy, sơn trắng sứ rất đẹp chưa? Nhìn giùm em này. Mặt ga lăng mũi hổ thì vô cùng là quen thuộc của dòng Kia nhá. Cặp đèn pha và cặp đèn gầm phá xương trang bị công nghệ bi cầu, bi reflector siêu sáng siêu đẹp. Cam 360 thì đầy đủ, cam hành trình thì có sẵn. Đăng ký đăng kiểm thì khá là dài đến tháng 10 năm 2022. Đấy, con này bên em đang bán với cửa tiền tham khảo cho đại gia đình nhà mình là 376 triệu đồng thôi. 376 triệu đồng nhá. Có bao rút hồ sơ cho đại gia đình mình. Đấy, xe mang động cơ 1.4 số tự động 5 chỗ ngồi màu trắng rất là đẹp đây. Sedan là đầu phân khúc hạng B này, đấy, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với dòng Toyota Vios này hoặc là Honda Civic nhá. Đấy, 1.4 số tự động mà chỉ có 376 triệu đồng. Đấy. Bao rút hồ sơ cũng như là hỗ trợ gia đình mình về cái khoản trả góp nhá. Đấy, những bác nào mà thiếu một xíu xíu tí tiền này, tham khảo cho em mấy em này đi. Đấy, 379 triệu đồng đấy, 2016 nhập Hàn. Đấy, hỗ trợ trả góp, bao rút hồ sơ cho đại gia đình mình ạ. Vâng, cháu Tùng Thánh Thiện này, cháu Tham Tu Lớp, cháu bác ngoại hang ngoại, cháu nhớ quê và cháu Trần Thăng nhá. Chào toàn thể anh chị quý vị đang xem buổi livestream hôm nay ạ. Đấy, cảm ơn những lượt tin, lượt like, lượt chia sẻ như bình luận cho mình rất là nhiều nhá. Cảm ơn ạ. Vâng, thì ngay sau đây em lại xin tiếp tục báo giá này mình. Đấy, một đứa con đến nhà Kia nhá. Kia Rondo 2016. Đấy, đăng ký là bánh năm 2018. Xe thì mang động cơ 2.0 số tự động, máy xăng nhá. Đấy, một chiếc xe mới về 7 chỗ rất đẹp đây. Dòng đàn em của những chiếc Karen đây. Đấy, anh chị quý mình đã có quen thuộc với dòng Karen thì tham khảo cho mọi người đây. Đàn em của Karen đây. Xe này mang động cơ 2.0 số động. Đấy, la răng đúc 17 inch mỗi bánh, lốp nắp đẹp. Có phanh đĩa chống bó cứng ABS ở 4 bánh này. Xi nhan dạng Mỹ tích hợp trên gương, gương kính cụp xe điện. Đăng ký đăng kiểm thì còn dài miên man luôn. Đến tháng 8 năm 2023. Đấy, màu trắng mày mắng cũng mua. Con này bên em bán được cửa tiền là 470 triệu đồng. Đấy, 470 triệu đồng cho mẫu 7 chỗ nhá. Đấy, một vòng ngoại thất bên ngoài này, quan sát xuống em đi. Đèn pha và đèn hậu thì trang bị công nghệ Haren chiếu sáng đa chiều. Đấy, đằng sau thì trang bị 4 mắt cảm biến chống va chạm nhá. Cam đùi, cam hành trình đầy đủ rồi. Máy số keo chỉ sơn xi còn zin. Đấy, 470 triệu đồng. Giảm ngay 5 triệu đồng cho anh chị quý mình chốt được em nó này. Chốt em nó giảm ngay 5 triệu đồng. Và giá này còn bớt còn thương lượng cũng như là bao rút hồ sơ nhá. Ship xe trên toàn quốc cho đại gia đình nhà. Vâng, chắc Đinh Công Cần, chào bác Diễm My, chào bác Sáng Ngân, chào bác Thanh Tiền, chào toàn thể những anh chị quý bác vừa vào xem buổi livestream ngày nay nhá. Đấy, hoan hỉ vui vẻ lên đầu tháng cho Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ đi. Đấy, tất cả những niềm vui, sự may mắn là sẽ đến với đại gia đình mình ạ. Cảm ơn gia đình mình rất là nhiều nhá. Đấy, có giá khán đến cả tiếng rồi. Không biết là đại gia mình đã ưng ý mẫu nào chưa nhỉ? Đã nhắm được em nào chưa nhá? Đấy, cứ bình luận đi, cứ chia sẻ đi để cho ông Tùng được tư vấn nhá. Nếu mà mạng mày nó hơi kém một xíu này, bình luận mà chưa đọc được trong buổi livestream ngày hôm nay nhá, thì sau buổi livestream em Tùng sẽ trả lời tất cả những bình luận, những comment của quý cô bác ạ, quý anh chị ạ. Đấy, em xin phép uống cốc nước này. Đấy. Vâng, cháu Hoàng Văn Long này, cháu Đinh Công Cần nhá, chào tất cả những anh chị quý vị vừa xem buổi livestream này ngày hôm nay. Đây, em xin báo giá từ khu vực này đi. Đấy, xin báo giá từ khu vực này cho mình cùng tham khảo nhá.
Kia Morning màu vàng 2016 này. Con này bên em đang bán với cửa tiền là 190 đồng. Đấy, động cơ 1.25 số sàn 4 máy. Nhờ bạn tiết kiệm điện, tư nhân chính chủ 34 Hải Dương 410 không lụt. Chúc xuân đông đông khách. Vâng, cảm ơn anh Đinh Công Cần rất là nhiều nhá. Vâng, cảm ơn lời chúc của anh cũng như toàn thể chị quý các bạn ạ. Chào bác Hoàng Văn Long, có con xe nào tầm 80 đến 100 không anh? 80 đến 100 à? Đâu nhỉ? 80 đến 100. Thì tầm đấy thì chưa có anh ạ. Còn hơn 100 một xíu thì anh tham khảo cho em này nhá. Cho nhớ quê có Innova không? Có Innova anh nhá. Đây thì em xin phép tư vấn cho anh cái mẫu hơn 100 một xíu. Rồi em sẽ quay ngay mẫu Innova cho anh ạ. Đây tầm 80 đến 100 nhé, bác nào vừa bình luận nữa thì tham khảo cho em đi. Kia Morning 211 này, còn bên em bán có 130 thôi. 130 triệu đồng, đấy, xe tập lái nhỏ gọn tiết kiệm liệu. Mà lên full đồ chơi rồi, cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp này. La răng đúc tam đầy mâm này. Cam lồi cam hành trình đầy đủ, màn hình cova cỡ lớn nhá. Đấy 130 triệu đồng thôi, giá không bằng con SH luôn. Đấy mà đầy đủ đồ chơi rồi. Sẵn đi sẵn dụng phục vụ những nhu cầu từ cơ bản nhất tránh mưa tránh nắng đấy đến giao lưu gặp gỡ bạn bè. Kia Morning 211 1.0 số sàn 130 triệu đồng ạ. Đây Innova của anh đây anh ơi. Innova anh đây nhá. Các bác đang xem buổi livestream này đấy, em đã trả lời tất cả những comment gia đình rồi. Thì hãy cho em xin một vài lượt chia sẻ đi. Xin một vài lượt chia sẻ đi, không mất mát cái đâu gia đình ạ. Đấy, tiếp theo đây này. Innova đây. Innova bên em còn một chiếc này nhá. Toyota Innova vua 7 chỗ đến từ Nhật đây. Con này bên em bản G xịn đang bán được cửa tiền là 330 triệu đồng thôi ạ. Đấy, động cơ 2.0 số sàn. Đấy, vua 7 chỗ đây. Nội thất rộng nhất phân khúc nhá. Đấy, điều hòa của Nhật thì rất buốt, rất sâu, không phải bàn rồi. Bản G xịn xin được gửi gia đình nhà mình. Đấy, vô lăng túi khí này, đấy, vô lăng túi khí này, điều hòa hai vùng độc lập nhá, tạo điều kiện là thoải mái nhất cho anh chị quý mình di chuyển đông người. Đấy, 330 triệu đồng. Innova 211 đấy, tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng gửi đến gia đình nhá. Đấy, bác mà quan tâm sâu này, đấy, sau buổi livestream này thì em sẽ gửi những hình ảnh video chi tiết nhất của em này cho bác tham khảo ạ. Vâng, cảm ơn người team của bác Thanh Hoa này. Vâng thì tiếp theo đây này, với tầm tiền hơn 100 một xíu nhá. Hơn 100 một xíu thì mình tham khảo cho em mẫu này này. Genza 209 màu đen. Xe được sản xuất năm 2009, đăng ký là bánh 211 này, đấy động cơ 1.4 số sàn. Con này bên em đang bán với cửa tiền 135 triệu đồng thôi. 135 triệu đồng. Giá còn bớt còn thương lượng được cho những anh chị quý mình nhà mình nhá. Đấy biển tư nhân 20 đây, 20 Thái Nguyên đây. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Máy số keo chỉ sơn si còn rất còn đẹp này. Đấy, chọn em nó về đi. Tập lái để tránh mưa tránh nắng nhá, cũng sắp bão vùng rồi này. Hãy chọn cho mình một chiếc xe đi. Đấy để bảo đảm sức khỏe, để phục vụ cuộc sống nhé, để đảm bảo chất lượng cuộc sống hơn đi xem nhá. Đấy, Genza 209 có 130 này. Chào Hùng Ngọc Cảm này, chào bác Hùng Duy. Chào toàn thể những anh chị mình đang xem buổi livestream này nhá. Đấy, những bác nào vừa xem buổi livestream ngày hôm nay, hãy cho em xin một nút like, một nút theo dõi kênh YouTube cũng như kênh fanpage chính thức của chợ ô tô đầu mối Hải Dương để không bỏ lỡ những buổi lên sóng báo giá của em Tùng hàng ngày nhá. Cảm ơn đại diện mình rất là nhiều này. Đấy, hay để nút tay vàng, nút tay bạc, nút tay kim cương của anh chị với mình vào nút chia sẻ đi. Cho em xin một hai lượt đi gia đình nhà mình ơi. Đây, phán xe rồi đấy. Gần cạnh mẫu Genza này báo giá gia đình mình đây. Đấy, Kia Morning bản SX nhập Hàn 2010. Con này thì được đăng ký lăn bánh 2013 tại Việt Nam. Đấy, động cơ 1.0 máy eco đấy, ăn xăng như người đấy luôn. Ăn xăng như người luôn. Ăn chỉ từ 5 lít đến 5 lít rưỡi trên 100 km đường trường. Đấy, la răng 4 bánh này, la răng đúc 4 bánh lốp láp đẹp, có vành điện chống bó cứng ABS. Xin nhan dạng lá liễu tích hợp trên gương, gương kính cụp xe điện. Đấy, điều hòa auto cần số xích sắt, túi khí an toàn tích hợp trên vô lăng nhá. Con này bên em đang bán cho cửa tiền tham khảo cho đại gia đình nhà mình là 235 triệu đồng. 235 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng có thể giảm sâu được hơn nữa. Vâng, chắc Đình Nguyễn Đình Thọ này, chắc bác A3 Nguyễn này, chắc Phùng Đồng, chắc Hồ Cảo Ngọc, chào đại gia đình đang xem buổi livestream này ạ. Đấy, đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Đừng tiếc gì cho anh Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ đi, cảm ơn gia đình rất nhiều này. Đấy, có những thắc mắc gì về thủ tục mua bán, chất lượng xe hoặc giá cả xe nhá, thì cứ bình luận, cứ comment để em Tùng tư vấn trực tiếp trên bước sóng livestream ngày hôm nay ạ. Cảm ơn đại gia đình rất là nhiều này. Đấy, chia sẻ comment thật nhiều đến anh chị quý vị gia đình mình ơi. Kia Morning 2010 nhập Hàn báo giá rồi này. Đấy, con 98 này, 211 này,
Đấy, 130 cho đồng báo giá này. Đây thì em báo giá cái đầu bên này đi, báo giá đầu xe bên góc này cho mình cùng tham khảo này. Đấy, cảm ơn những lượt xem, lượt like, lượt sở tim dành rất là nhiều nhá. Vâng, thì ở trước máy của em đây, xin giới thiệu anh chị quý vị gia đình nhà mình một mẫu La Chetti nhá. La Chetti 2012, đăng ký và làm bánh năm 2013. Xe này mang động cơ 1.5 số sàn này. Con này bên em đang bán với cửa tiền tham khảo cho đại anh chị quý vị gia đình nhà mình là 190 triệu đồng ạ. 190 triệu đồng. Hôm nay nhiều xe quá. À vâng. Đấy, hôm nay là nhà em phải bán vớt đấy ạ. Và bán vãn rồi anh Nguyễn Hưng nhá. Anh Hưng Nguyễn nhá. Đấy, hôm nay bán vãn đấy nhưng còn khá nhiều xe. Đấy, đủ tự tin để phục vụ mọi nhu cầu gia đình mình. Vâng, chào bác Nguyễn Viết Tùng ạ. Chào đại gia đình ạ. Đấy, La Chetti 212 màu đen. Độ lên phong cách mẹc AMG đây. 190 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng. 34 hải dư 4 mua không luôn ạ. Đấy, cạnh mẫu La Chetti 2012 rồi này. Đây, báo giá cho đại gia đình mình tiếp tục một mẫu Kia Morning nhập Hàn nhá. Kia Morning 2009 bản SX. Đây, nhập Hàn nguyên chiếc 2009 nhá. Đăng ký năm bánh 2011 này. Xe này mang động cơ 1.0 máy eco, nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu vô cùng luôn. Máy số keo chỉ sơn xi còn zin. Xin nhan dạng mí tích hợp trên gương này. Đấy. Xin nhan dạng mí tích hợp trên gương nhá, gương kính cụp xe điện này. Đấy, la xăng đúc lốp đáp đẹp, có phanh điện chống bó cứng với ABS nhá. Hai mắt cảm biến lùi chống va chạm phía sau, các lùi các hành trình đầy đủ rồi. 230 triệu đồng. Đấy, màu xanh nước biển rất đẹp đây. Cặp đèn pha và cặp đèn hậu này trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Máy số keo chỉ sơn xi còn chất nhá. Con này đang bán với cửa tiền là 209 triệu đồng ạ. Đấy. Vâng, chào Khúc Văn Công nhá. Đấy, Khúc Văn Công đang xem buổi livestream hôm nay, cho em xin 57 lượt chia sẻ đi bác Khúc Văn Công ơi. Chào Dương Thành Công này, chào Bùi Minh, chào Trần Mạnh, chào đại đình mình ạ. Đấy, Kia Morning nhỏ gọn này. Đây, để báo giá. Đây, cạnh mẫu Kia Morning nhá. Tiếp tục báo giá anh chị quý vị gia đình mình một dòng xe vô cùng quen thuộc đây. Một dòng xe vô cùng quen thuộc nhá. Toyota Vios 2016 này. Toyota Vios 2016 đây. Xe đăng ký năm bánh năm 2018, động cơ 1.5 số sàn bản E. Con này bên em đang bán với mức giá mong muốn cho đại gia đình nhà mình là 360 triệu đồng. Đấy, xe thì độ theo phong cách Maybach đây, hai giải màu đây. Hai giải màu riêng biệt nhá. Na sáng lúc có phanh điện chống bó cứng ABS. Xin nhan thì tích hợp trên gương, gương kính cục xoay điện. Đăng ký đăng kiểm thì đến tháng 7 năm 2023 nhá. Đấy, xe được độ full đồ chơi rồi mẹ. Độ full đồ chơi rồi, mang về sẵn đi, sẵn sử dụng thôi. Đây, vô lăng túi khí này. Đấy, màn hình Android cỡ lớn này, đầy lổ sở thao tốt đó. Hai đèn pha thì được lên công nghệ bi cầu rồi, 360 triệu đồng. Đấy, bao rút hồ sơ hỗ trợ trả góp cho chiếc Toyota Vios. Máy số keo chỉ sơn xi chất đấy ạ. I10 quay. I10 quay là con gì nhỉ? À, I10 đúng không anh? Ok, có rất nhiều rồi nhá. Còn rất là nhiều đầu xe I10 bên em đang có ạ. Hãy tham khảo cho một vài mẫu thôi. I10 đúng không nhỉ? Đâu em xem I10 đẻ đâu nhỉ? Em tư vấn cho anh vài mẫu I10 nhá. Rồi, I10 đây. Đấy, không đang không biết là anh Dương Thành Công là đang quan tâm I10 tầm bao tiền nhỉ? Tầm bao nhiêu tiền, mức giá tầm bao nhiêu? Một đầu hay hai đầu nhá. Bình luận sâu lên trang đi, bình luận sâu lên em tư vấn cho nó dễ nào anh Dương Thành Công ơi. Đây, Hyundai Grand i10 đây. Hyundai Grand i10 2016 màu trắng, động cơ 1.0 số sàn. Con này bên em thì đang bán với cửa tiền thương lượng cho thành mình là 240 triệu đồng thôi. 240 triệu đồng. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, i10 bản bay 2016 240 này. i11 đầu bản đủ nhá, bản đủ phun kịch, tư nhân chính chủ 30 Hà Nội phố. Con này thì bán với cửa tiền là 240 triệu đồng. 240 triệu đồng bản đủ, la thằng đúc có vành điện chống bó cứng AS, xi nhan dạng mí tích hợp trên gương, gương kính cụp xoay điện. Đấy, tư nhân chính chủ 30 Hà Nội phố nhá. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 3 năm sau cơ. Vâng, chào bác ô tô Thanh Tùng, chào bác Định Văn Tiền, chào bác Nguyễn Ngọc Ban, chào bác Dương Thành Đông, chào bác Tú Xây Dựng, chào bác trao đổi mua bán ô tô cũ này, chào đại gia đình mình ạ. Vâng, chào bác Nam Nhân nhá, chào bác Dương Thành Công. Đấy, I10 nhá. Đấy, I10 hai mẫu này. Bản bay 2016 240 triệu đồng và bản đủ 2014 240 triệu đồng nhá, đồng giá này. Đấy, tham khảo cho em đi. Đấy là một đầu thì có hai mẫu đấy này. Rồi em xem cái mẫu hai đầu đâu nhỉ? Em xem cái mẫu hai đầu đâu, tư vấn cho anh nhá. Đây. I10 hai đầu đây.
Đây, i10 tiếp tục này. Cho mình xem ở lại ở xem lại ở 10. Xem lại ở 10 sao anh nhỉ? Vâng thì đấy nhá, phải là hai con i10 một đầu này. Hai con i10 một đầu rồi. Thì tiếp theo đây em xin giới thiệu đến anh chị quý vị gia đình mình một mẫu Hyundai Grand i10 hai đầu nhá. Hyundai Grand i10 hai đầu 2019 đăng ký năm bánh 2020. Đấy, bản đủ phun kịch, được trang bị la sáng đúc, có phanh đĩa chống bó cứng AMS, xin nhan hình dạng mí tích hợp trên gương, gương kính cục chạy điện, vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng. Đấy, cam rồi cam hành trình đầy đủ này. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 4 năm 2023. Con này thì bên em đang bán với cửa tiền tham khảo cho đại gia đình nhà mình là 330 triệu đồng nhá. Các bác làm quan tâm đến mẫu i10 hai đầu này thì em đã có video chi tiết cũng như hình ảnh chi tiết này. Nhắn tin trực tiếp qua hai số Zalo đi. Em Tùng gửi những hình ảnh và video chi tiết nhất cho đình mình nhá. Đấy. Bốn mắt cảm biến chống va chạm phía sau này. Đấy, giải đèn hậu đây, hai vùng độc lập đây. 34 Hải Dương 41011 tư nhân chính chủ một chủ từ đầu. Máy số keo chỉ sơn si, nội thất thì còn zin từ nhà sản xuất nhá. Vâng, hai bác anh Ngọc này. Đấy, cho xem lại ở 10. Vâng, chào bác ô tô dùng, cho bác sống đơn giản, chào đại đình nhá. Đấy, i10 báo giá 3 mẫu rồi này. Đây em xem mẫu này đây. Vâng thì ngay trước máy quay em đây nhá. Đấy, một mẫu xe màu đen đây. Xe thì mang tên Samsung SN3, nhập Hàn nguyên chiếc 2010 đây, nhập Hàn nguyên chiếc gia đình nhá. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều, đèn gầm tiêu chuẩn, la sáng đúc, có phanh đĩa chống bó cứng AVS này. Đấy, cam đôi cam hành trình đầy đủ rồi, full đồ chơi full option, xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện. Đấy, sấy gương sấy kế thì đủ cả rồi nhá. Đấy, gương kính ghế chỉnh điện. Đấy, 260 triệu đồng thôi. Đấy, 260 triệu đồng cho mẫu Samsung SN3. Quay con mẹc đi anh, con mẹc thì bên em chưa có anh Trần Đức Anh ấy nhá. Đấy, cái dòng đời cao dòng hạng sang thì bên em chưa có anh Trần Đức Anh nhá. Đấy, cứ theo dõi đi, nào mà có thì em sẽ liên hệ trực tiếp với anh ạ. Đấy, thì em đã báo giá khá nhiều dòng xe rồi. Nhà mình xem đã ưng được mẫu nào chưa nhỉ? Ưng mẫu nào chưa, nào chốt trên livestream cho em một phát đi. Chốt một phát trên livestream cho rực rỡ đi dành người. Đây, Kia Morning 216 màu be đây. Kia Morning 216 màu be, tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng. Con này thì bên em đang bán với cửa tiền tham khảo cho đại gia đình nhà mình 190 triệu đồng thôi. 190 triệu đồng nhá. La sáng đúc, phay 4 bánh, lốp nắp đẹp. Đấy, màu be rất là đẹp đây. Cam đùi, cam hành trình thì có sẵn, đăng ký đăng kiểm còn khá là dài đến tháng 1 năm 2023. Đấy, máy số keo chỉ sơn si thì còn rất còn đẹp, đời 2016 form dáng mới rồi. Kia Morning 216 màu be 190 triệu đồng thôi. Chào bác Tuấn Hải này, chào Trần Đức Anh, chào toàn thể anh chị quý vị đang xem buổi livestream này nhá. Đấy, hoan hỉ vui vẻ đầu tháng cho Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ đi. Đấy, chúc những điều may mắn, những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh chị quý vị gia đình nhá. Đấy, mong qua những buổi livestream, qua những bước sóng như này thì gia đình nhà mình sẽ chọn được cho mình những mẫu xe ưng ý nhất đó. Đấy thì vừa rồi anh Tùng cũng đã đi hết một vòng chợ ô tô Đồng Hải Dương rồi. Nhà mình xem còn những thắc mắc gì không? Còn những thắc mắc gì không thì em tiếp tục tư vấn cho ạ. Đấy, còn những thắc mắc thì không nha, cháu Khúc Văn Công này. Đấy, để em ra cái mẫu này xem còn mẫu nào không tư vấn nhà mình nhá. Đây, góc này thì còn một vài đầu xe đây. Đấy, chỉ còn một vài đầu xe góc này thì em chưa báo giá thôi nhá. Tham khảo cho em mọi đi. Đấy, còn 3 mẫu xe này này. Đấy, 2 mẫu i10 và 1 mẫu Kia Bright số rộng nhá. Đấy, bác nào đang quan tâm dòng i10, tham khảo cho em tiếp tục 2 mẫu này đi. Hyundai Grand i10 màu trắng bản đủ 2016 260 triệu đồng đang được bày bán tại chợ ô tô Đầu Mối Hải Dương. Màu trắng mẹ mắng cũng mua nhá. Đấy. Máy số keo chỉ sơn si còn rất bản đồ thì được trang bị la sáng đúc, có phanh đĩa chống bó cứng AVS này. Xin nhan dạng mí tích hợp trên gương, đăng ký đăng kiểm thì còn đến tháng 6 năm 2023. Đấy. Vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng. 260 triệu đồng cho mẫu Hyundai Grand i10 một đầu màu trắng bản đồ nhá. Máy số keo chỉ sơn si còn zin, lốp ráp đẹp. Đấy, giá còn có thể bớt, còn có thể thương lượng và gia lập được sâu hơn cho đình mình nhá. Đấy, cạnh mẫu màu trắng 2016 thì báo giá thì mình Hyundai Grand i10 màu bạc 2014 đấy ạ. Đấy, xe này mang động cơ 1.0 số sàn màu bạc đây. Tư nhân chính chủ 32 lợi phố. La xăng đúc, lốp ráp đẹp đây. Bản đồ full kịch nhưng mà chỉ có 235 triệu đồng thôi. Còn có thể bớt và thương lượng được cho những anh chị quý vị, những khách hàng thân thương nhá. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 4 năm 2023 này. Đấy, mang về sẵn đi sẵn dụng, một dòng xe nhỏ gọn hiền lành, máy số điện đóm rất lành, dễ bảo trì bảo dưỡng, cũng như là phụ tùng thay thế mà không may mà có hỏng hóc thì luôn luôn có sẵn. Đấy, hai mẫu i10 này bản đủ 2016 và 2014 nhá.
màu bạc 24 này, màu trắng 26 này, 260 triệu này và 240 triệu nhá. Đấy, còn bớt còn ra độc sâu cho đại gia đình mình ạ. Vâng, chào bác Nguyễn Văn, chào bác Sang Sang, chào bác Nguyễn Đình Lan, chào bác Tuấn Hải nhá, chào toàn thể những anh chị quý vị đang xem buổi livestream hôm nay nhá. Đấy, cảm ơn những lượt xem, lượt like này, lượt comment, đấy là những nguồn động lực của cho ô tô đầu mẹ Dương. Đấy, để phục vụ cho đình mình sâu hơn ạ. Cạnh hai mẫu Hyundai Grand i10 vừa rồi này, em cùng trên báo giá đình mình này. Kia Pride nhá, Kia Pride. Đấy, dòng anh dòng chị của những chiếc Kia Rio hoặc là Kia bây giờ đây. Xe mang động cơ 1.4 số tự động, một chỉ có 225 triệu đồng thôi mình ơi. 225 triệu đồng thôi nhá. Đấy, tư nhân chính chủ 29 Hạ Lợi phố. Cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi. Vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng. 208 nhập Hàn nguyên chiếc. Máy số keo chỉ sơn si, nội thất zin. 225 triệu đồng cho mẫu Kia Pride đang được bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương này ạ. Cho Văn Nguyễn, i10 số động không? i10 số động thì tạm thời bên em lại chưa có anh ơi. Đấy, anh cứ để lại ở số điện thoại đi nhá. Nào mà có i10 số động thì em sẽ liên hệ trực tiếp cho anh ạ. Vâng, chào Nguyễn Hiền này, chào Quang Thái này, chào Văn Nguyễn này, chào bác Sang Sang, chào đại gia đình mình ạ. Đây nhá, đây còn một mẫu i12 đầu này, báo giá thì mình nhá. À, con i12 đầu nhá. Bác làm đang quan tâm i10 tham khảo tiếp tục cho mẫu này. Hyundai Grand i10 bản đồ sedan 2 đầu 2019 xem nhất đây. Đi chạy 4 vạn chuẩn nhá, chạy 4 vạn chuẩn đây. Động cơ 1.2 số sàn. Đấy. 4 máy la sang lúc lốp la đẹp, có phanh điện chống bó cứng ABS rồi. Đây một chiếc xe lướt nhá, cỡ tiền chỉ hơn 300 thôi, 350 triệu đồng. Đấy, đăng ký đăng kiểm đến tháng 4 năm 2023. Máy số keo chỉ sơn si zin cho mẫu Hyundai Grand i10. Đấy, tư nhân chính chủ 34 Hải Dương, 4 mùa không còn đủ đây. Vâng, chào bác Quốc Huy Thủy này, chào bác Công Anh. Chào đại gia mình đang xem buổi livestream ngày nay nhá. Vâng, thì vừa rồi em Tùng cũng đã báo giá gần 60 đầu xe hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương rồi. Mong qua cái buổi sóng livestream ngày hôm nay thì các bác sẽ chọn cho mình những mẫu xe ưng ý này. Đây em xem còn sót mẫu nào nhá để báo giá cho mình đây ạ. Vâng, chốc Thanh Ngoan này, có con ca gen màu đen hoặc màu xanh bán không? Ca gen thì bên em này dạo lâu lắm chưa đầu ca gen là anh Công Anh nhá. Nếu anh quan tâm dòng 7 chỗ nhỉ thì anh quan tâm cho em Captiva cũng có 7 chỗ này. Đấy, Innova cũng 7 chỗ này, hoặc là Zondo nhá, dòng đàn em ca gen ạ. 7 chỗ 210 đến 215, màu đỏ hoặc trắng số động không bạn. 7 chỗ thứ hai, 7 chỗ máy dầu, 7 chỗ máy dầu 210 đến 215, màu đỏ hoặc màu trắng à. 7 chỗ máy dầu 210 đến 15 màu trắng và máy dầu số động thì bên em không có bác ơi. Đấy, bác cứ để lại cho em xin số điện thoại đi nhá. Để lại cho em xin số điện thoại phần comment đi. Đấy, làm có cái mẫu số động máy dầu mà tầm đời 210 hoặc 215 thì em sẽ liên hệ bác ạ. Đấy, bên em giờ hầu như nhiều máy xăng, chỉ có một mẫu Captiva màu vàng đồng thôi, một mẫu Captiva màu vàng đồng thì máy dầu thôi nhá. Còn đấy 209 đó ạ. Con chó Tạo Hùng, chó Hoàng Duyên này, chào đại đình mình này, chào bác Phạm Mạnh Hùng này, chào toàn thể những anh chị quý vị, những khách hàng thân thương trên ba miền tổ quốc của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Đấy, thì vừa rồi em Tùng cũng đã báo giá gần một tiếng đồng hồ rồi tất cả những đầu sản phẩm hiện đang có tại bên em này. Đấy, nhà mình đã thấy ưng mắt mẫu nào này, đấy cứ bình luận hoặc là chụp màn hình gửi lại cho em qua hai số Zalo 0343540099, 0347701777 để em tiếp tục gửi những video chi tiết qua Zalo hoặc là những kênh mua bán trên mạng đại hình nhá. Vâng, chào Hà Hoàng. Ghét à? Con ghét thì bên em bên con có một con ghét màu xanh. Đấy, có một con ghét màu xanh nhá. Con đời 209, đăng ký 210, động cơ 1.0 số sàn, 135 triệu đồng. Đấy, máy số keo chỉ sơn si thì còn chất còn đẹp nhá. Tư nhân chính chủ 89 Hương Yên. Biển con đấy vẫn 4 số một chủ dầu, biển 7897. Đấy, bác em vẫn nhớ biển đấy thì là còn một chiếc ghét duy nhất thôi. Đấy, cả nhà mình đã xem hết buổi livestream ngày hôm nay rồi. Cảm ơn anh chị quý vị gia đình rất là nhiều nhá. Đấy, cảm ơn như lượt xem lượt like này. Đấy, và khung giờ quen thuộc thì đã bớt chút thời gian tham gia buổi livestream ngày hôm nay với em. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại đại gia đình nhà mình trong những buổi livestream tiếp theo nhá. Đấy, hẹn gặp lại gia đình nhà mình vào khung giờ thu thuộc ngày mai. Đấy, xin chào.